bữa nay mày thấy cảm giác này mày mệt bằng cái bữa mà mấy anh tao mà bò lết ở dưới cái ao xịn không? Bữa đó sao bằng này? Bữa đó bằng này được không? Bằng này luôn. Bò xong rồi sao giác nổ bằng nặng bằng này? Vậy được. Là, không là mày cho mấy anh tao là không mệt bằng này đúng không anh? Không gì nhỉ? Vậy là tao cho lại mày gấp đôi luôn anh. Cho nó đâu vậy? Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, thì hôm nay ở trong tem của mình nha bạn, thì có một cái con yêu quái nha. Nói chung cái hành tinh này nha bạn. Bữa nay mình sẽ thu phục cái con yêu quái này nha bạn. Không bao giờ để cho nó tác quái, tác quái mà nó làm hại anh em mình nữa nha bạn. Thì con yêu quái này mình nói thì các bạn cũng biết là ai nha. Đó chính là thằng chùm cuối, thằng Quy Phiên nha bạn. Thì hôm nay nó cho anh em mình lên bờ xuống ruộng nha. Thì bữa nay mình sẽ ra tay để mình thu hụt thằng Quy Phiên này, không bao giờ để cho nó làm hại anh em mình nữa nha bạn. Thì hiện tại mấy anh em đang nằm ngoài trời nha, thì mình suy nghĩ ra được một cái màn tròn để mình thu phục cái con yêu quái này nha bạn. Thì cái màn tròn này như thế nào, mình thu phục con yêu quái này như thế nào, thì các bạn cứ xem hết clip này các bạn sẽ rõ nha. Rồi bây giờ mình sẽ ra trời để rủ mấy anh em sẽ chơi một cái trò chơi bá đạo nha, để mình thu phục cái con yêu quái này nha bạn. Sẵn đây mình sẽ nhắn tin cho thằng Te với thằng Lùng để nó hợp tác cùng mình để đưa Quy Phiên vô bẫy để thu phục nó nha bạn. Thì hôm nay mình sẽ có cái màn tròn để dành tặng cho thằng chùm cuối nha. Thì mời tất cả các bạn cùng theo dõi clip hôm nay. Thì clip này nó diễn biến như thế nào thì các bạn sẽ rõ nha. Rồi bây giờ mời tất cả các bạn cùng let's go lên đường với mình nha bạn. A few moments later. Xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, thì hôm nay mình có một cái trò chơi mà khi xưa mà mình luyện võ cho Thiếu Lâm Tự các bạn, thì mình đã từng tập qua nha. Thì hôm nay mình sẽ tổ chức lại cho mấy anh em một cái trò chơi nha bạn. Thì trò chơi này xuất phát từ Thiếu Lâm Tự nha. Thì ngày xưa thì mình cũng học cho Thiếu Lâm mười mấy năm nha bạn. Cái đầu là biết trong Thiếu Lâm ra. Ngày xưa nói chung là mình cũng đam mê vô thật lắm. Mình học cho Thiếu Lâm Tự mười mấy năm nha. Nhưng mà vì cảm dỗ của hệt chó, mình chịu nổi này phải xuống núi. Đúng 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 không? Ta lỗi chăm mà. Đúng không? Ta là mình lỗi chăm mà. Ghê trời. Bởi vậy mình cũng chưa có được xuống núi khi sư phụ trong hát các bạn. Nhưng mà vì hèm chó quá nên phải buộc thôi. Bởi vậy anh em mình đã tự giải. Vậy là cái ly hương dùm cho mình đúng không? Cái đỉnh. Cái đỉnh. Đi hương này mày chắc bu. Mày bu đi ngay bấm đậu. Cái đỉnh đi luôn kêu mà. Cái bóng rồi. Thì hôm nay mình sẽ tổ chức cho Te, Lùng và Quay Phiên một cái trò chơi gánh nước nha bạn. Đây, thì anh em mình đã thiết kế hai cái đồ gánh và cây đòn gánh nha bạn. Đây, bây giờ gánh thử cái đi cho các bạn xem. Thử rồi không? Ok. Rồi trời, không có nước. Sửa mấy dây lại không Lùng? Bỏ thay ba, không bỏ dây. Từ từ, sửa mấy dây lại. Bên đây là kéo dây lên đây, ừ. Rồi. Bánh bò bánh tiêu. Cái đẹp chạy. Ai ăn nhanh cho kịp. Trời ơi, mà nếu lên Thiếu Lâm Tự là ông ổng lại ba đảo chứ trời. Ông lại vào đi ông Lùng. Ô ổng đảo mà Thiếu Lâm Tự ở chứ mày tôn. Ơi, mày không xong rồi. Tôi chưa có nhập môn nha, bữa nay tôi chính thức nhập môn nha, bởi vậy mày đó. Coi nè, mày coi cái người mà từng luyện võ cho Thiếu Lâm Tự nè. Đâu, đúng rồi. Ông chưa chân bên gánh. Rồi. Rồi xong rồi. Ghê trời. Nè. Thiếu Lâm Tự. Giống kìa. Quá đỉnh luôn vậy. Đúng. Không? Như vậy rồi máu gì đi. Dạ phải tao biết tao Thiếu Lâm Tự xuất phát từ Thiếu Lâm Tự không? Ông nhập môn tôi chưa nhập môn mà có vậy khác nhau. Mày không môn. Mày không nhập môn mày không môn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ tổ chức cho ba anh em một cái trò chơi là gánh nước bạn để luyện võ công nha. Hôm nay thì cái quỷ đen của mình nói chung nó cũng đã hạn hẹp lại rồi. Chỉ còn lại là 640 ngày bạn. Hôm nay ba anh em chơi gánh nước từ đây tới cái cây mà mình đã làm dấu ngoài kia nha bạn. Đủ. Đó. Mỗi người sẽ có là 5 lượt gánh. Mỗi lượt gánh là 2 thùng. Ok. Tự múc nước dưới đây vô thùng. Bưng lên bỏ vô cái đòn gánh đó. Gánh ra bên kia bỏ hàng nước xuống. Xách hai cái ghế gì đây. Xong gánh tiếp ngoài. 5 quận là 10 thùng. Ok ok. Ok không? Trong 5 quận 10 thùng đó mà lượt gánh của ai thời gian ngắn nhất nhận 640 ngàn từ mình. Đơn giản. Ok không? Ok mà chơi. Chơi chưa? Chơi xong rồi chơi này là võ công hâm hậu luôn nè. Đúng. Người nào mà về nhất thời gian ngắn nhất nhận 640 ngàn. Ok, chốt đơn. Người về nhì không nhận được gì hết. Còn người về bét bị phạt. Đủ. Bị phạt hả? Thôi lẹ 640 mở túi mà xài được. Không, 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 không chơi mà có thắng có phạt có thử đâu. Đâu. Thử không chạy. Ok, tranh nhau đi. Tranh nhau cái gì? Phạt nó đơn giản. Người nào về chót chạy hai vòng cao này. Trời ơi. Ê vòng hả? Ba vòng đi. Quá tầm thường.
một vòng thôi, thấy rộng quá. Dạ anh em muốn phạt bao nhiêu thì tự anh em đề xuất. Ok, chúng ta hai vòng ơi. Hai vòng không? Ừ. Vậy là người về nhất sẽ nhận 640.000. Ok. Về nhì không được phạt, cũng không được thử luôn. Okay. Về bét không có tiền mà bị phạt chạy hai vòng cao này. Hai vòng rồi nhảy xuống ao này nói quá đã. Quá đã. Không chơi sao chơi vậy? Okay. Vậy nha, hai vòng. Ờ chứ không, giờ anh em okay. Thì dứt, không dứt thôi. Dứt. Okay. Ok. Đơn giản, 640.000 mà đang cầm trên tay bạn. Dứt thì dứt. Ok, vô đi. Vô. Okay. Vô. Vô thì nói chung á là anh em lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ chôn như bạn. Nhưng thật sự mình không có chôn. Ok. Bây giờ mình sẽ đưa một nửa số tiền cho mấy anh em giữ. Để anh em làm tin. Ok không? Ok. Bữa nay bây giờ tôi giữ rồi. Nào nhận 2 xị. Thôi. Đủ nhận. Đủ. Ok. Mày tính vậy? Nào nhận 50. Ủa tôi đâu? Hai nữa thôi, hai nữa thôi. Ba chị mày lại hai người cái nói ừ, đứa này đứa kia cho mày 50 nữa, cho ok không? Ok. Vậy là mình còn giữ lại là quá bình thường. Ok. Ai thắng nhận 640.000. Ok. Rồi dứt. Trời ơi. Bây giờ ba anh em cứ việc khu quế để chọn cho người chơi trước, chơi sau cho giữa đây. Dứt. Rồi, chơi đi chơi luôn nha. Ok. Đi chơi đi trước. Ồ. Chưa. Đậu không? Ồ. Chạy đi, chỉ mày đậu không? Rồi. Ồ quế. Ô quê đâu đây là quay phim đi trước bạn đó, hai mà kiếm tiền nào thắng vậy tôi chụp bánh ra ừ bánh thí nghiệm súng xây thắng đi trước mày thắng đi trước đó dạ lùn đi trước đâu ok vậy okay. Là quay phim xong tới te giờ mới tới lùn nha bạn wow rồi rồi gánh le đi ông nội rồi ba chuyện này đơn giản. Quá được vậy. Đây, bây giờ là lượt cánh đầu tiên là của quay phim đấy bạn. Ok. Thì các bạn thấy đơn giản thì không phải đơn giản nha. Tại vì một thùng nước này là nó có tổng cộng là 20 lít nước, tương đương với 20 kg, cộng thêm cái thùng vỏ thùng khoảng 1 kg mấy nữa. Cái ghế nữa. Cái ghế nữa. Hai cái ghế. Ra hai cái thùng, hai cái ghế là 40 mấy kg nha bạn. Rất là nhiều nha, từ đây tới ngoài thì tương đối cũng xa nha, khoảng mét thôi nội ơi, 50 mét à, khoảng 70 mét. Tính ghê trời, 70 mét mà đi 5 quận như vậy, 7 x 5 35 350 mét đủ. 70 mét đi 5 cuốc 70 mét đi về nước gì ta, tính đường đi nặng nè, tính đường đi nhẹ rồi. Rồi, rồi ok chốt rồi, mời bạn thể hiện đi. Okay. 640.000 khó hụt về bạn hoặc là lung còn là te thì hên xui gửi chờ hồi kết sẽ biết nha bạn. Ơi cái này nhập mông vô thể đủ đủ gấp tốt luôn trời. Rồi tính ra đẩm dẫm mà quyền có võ công có bư trời. Mình sức mạnh mình là chàng chè nha bạn, quá vô quyền. Ba cái này đơn giản, quá đơn giản. Bốn mấy tiếp không, bốn mấy ký, bốn mấy ký, một lần bốn thùng đi, bốn mấy ký là ok. Giờ bây giờ là lượt đầu tiên là của quay phim các bạn sẽ gánh nha. Nói thì là, hai ông này nhìn hai ông này là yếu đuối các bạn. Chưa đó, chắc đâu. Anh hỏi em biết gánh hay chưa? Mày biết gánh hay là vấn đề á? Hồi đó em cũng đi học chung với ông Sạm lên núi ông khóa. Ghê vậy? Sao tao biết mày ăn bu? Ông ở trong hang núi ông lên chỗ ông chỗ. Ủa ông đảo đào. Tao đảo vũ. Đúng. Đây là đảo ông. Rồi, nói chung lượt đầu tiên là sẽ khuyến mãi hai thùng nước múc sẵn nha. Okay. Còn những lượt sau là tự múc, tự bưng, tự khiêng, tự giác nha. Okay. Rồi dứt. Mỗi ba đã bắp chờ nha. Đây là không không nha. Nè, cho đi coi không không đi. Đó. Ông rồi, ông đó. Đó. Ừ, nào, thôi động đi. Động rồi, bắt đầu chưa? Rồi, 1 2 3. Dứt. Giờ đó nó động mồm tao kìa, động mồm tao đẹp gái vậy. Chưa chắc gì đâu. Chưa chắc gì lực đâu. Gửi vậy sao? Gửi vậy sao? Hay lắm. Này chỉnh lại cho. Ai? Về đây. Cái gì trời? Về đây. Cho nó về đây. Mày lắm này mà nó động mồm tao mà gánh cái bú đi trời. Cho nó đi đây. Tại vì cái này cái cây nó dậy vậy, nó quá đơn giản. Gì trời? Ôi cái này giống như tay du ký trời đi đi lên trên á. Giống khỉ mày. Ôi cái này là xe tăng nè. Gì trời? Gánh nước. Thời gian đang trôi nha bú. Mẹ gì trời.
ngồi tới bình chắc ké luôn á bụng. Ké này thôi nhưng mà giảm đâu. Khoan, lấy này hồi vô nước biển cho quay phim nha. Đây có chai nước biển rồi hả? Rồi bỏ xuống. Rồi xong luôn. Máu tự xử phụ trời. Tự bưng ra, tự đem bụng nước, đặng tự bụng nước bỏ lên. Quá xuống trời. Đau dài quá không nè? Đau dài hả? Vậy sao mà nói đồng mưu của tao? Bụng bị gì hết trời. Bị gì kệ nó, không cần thiết. Ừ. Quan trọng thời gian cái hai hùng cái này kìa. Quan trọng là mày không phải đồng môn của tao rồi. Đâu cái quần. Đồng môn gì mà yếu đuối quá. Đó, đủ vậy. Chạy. Ai nhìn nè. Nhìn quen phía giống thiếu nữ với mày. Ai bên? Ai mới ai không ra. Tôi nhìn mày là giống thiếu nữ với mày. Thiếu nữ cái nước không nội. Ai? Thằng quay biển xong rồi hai mày tới chuyện kìa, gánh ké rồi kìa lo. Sao? Đang học đó nè. Sáng tư dùng nghe đó mấy anh. Ok ok. Đủ hay đấy. Rồi tự bút tự lên nha, khuyến mãi có hai thùng rồi nha. Tự giận luôn. Tự xử chứ. Tại bây giờ mấy anh hả? Tự xử với bạn, tự xuống dưới múc và tự đem lên nha, chứ không ai là múc giùm. Cái đâu, không chơi gì mệt nhẹ không sao. Gì? Mày phải liệu mày nói mày đồng môn của tao mà. Ê, trên chùa tôi nhớ nhập môn mà đi bằng cầu thang mà, đâu khoảng này đi đắt không à, bằng khoảng là ngon không? Không mà đó, là thiếm tự đi bà tin mà. Thằng lao, đó tao học chơi giỏi, thiếm tự tao đi bà dạ bà tin mà. Ôi, chứ không phải đi mà đi bộ gì đâu. Ôi, tôi nhớ có lần gặp ông đi guốc luôn nội ơi. Guốc hả? Định rồi tao đi cà khiêu luôn đó. Trời đủ lực lưỡi với trời. Không thấy dài phiền nó còn tơ các bạn, nó còn khỏe nha. Còn anh em mình thì xuống chậu rồi. Đó, tự dặn luôn đi. Đó. Mệt quá ơi. Nói chung quay phim nó còn tơ nên nó còn sức. Còn anh em mình xuống chậu già nha bạn. Bởi vậy yếu đuối lắm. Phải cái này phải cho ông Sàm chơi mới được bạn. Ừ. Đã ta đã khổ luyện mấy chục năm rồi. Không có vỏ, có nghề sẵn rồi. Ừ. Mệt nhẹ à. Đây có gì đâu mệt trời. Toàn toàn. Rồi lấy 650 ngàn này chắc nó đi. 64 gì mày không có 64 nhân bố. Ờ tao còn 64 đâu ra 64. Ờ có 64 nha. Để hồi đó anh em thắng cái tôi đưa 64 cự tao nói tao yếu đuối nè. Mẹ đi ông nội ơi. Ở vô. Cái gì vậy trời. Mấy hôm nay chờ dễ dàng tôi nha. Thì ra nó chạy nha fan. Mày mới có 1 cú ở nhà mày còn tới 4 cú rồi á. Rồi ok đó tự bơi đi. Cú này còn 3 cú nữa đó. Ok. Nãy giờ mình 15 phút luôn đó. Cái đầu không có mệt nhẹ. Mệt lắm hả? Đó. Đau dài. Đau dài hả? Vậy sao mày nói mày đồng môn tao trời? Vậy mà không trung đạo tao rồi. Tôi đau ù gì đó. Đau ù rồi. Nó ngay kìa. Rồi nó lăn một cái rồi gớt rồi bút lại nha. Đi đi nha mày. Đủ. Tính ra nè đau ù chứ khỏe trời. Vậy sao mày thế này tiếp cho cái nữa. Thôi tiếp. Vô đủ thừa đó tao ơi. Còn có cái nào mà nó nghiêng quá chỉnh tiếp lại tiếp nó nha. Đủ đi giống như ái đù luôn trời. Hay đấy. Nói chung mình vừa đi theo quay phim mình vừa quay nó hơi quay lắc, nó rung lắc rồi không cản nha, tại đi trên bờ đê nó không có được bằng phẳng nha bạn. Quá trâu luôn rồi. Nó trâu bò lắm. Ghê trời. Ghê trời. Nhúng nhảy gì là phía lẹ bơi rồi ba bơi luôn kìa. Rồi dặn xong luôn nha. Hay đấy. Ủa, nhiều quá. Tao đi ha, tao đủ mệt trời mệt nhẹ à. Rồi. Hai cái ghế tao bán rẻ luôn đó. Ơi. Hai cái ghế tao bán rẻ cho mày luôn đi vậy? Bán cái này mệt chứ mẹ. Rồi hai cái ghế tao bán rẻ hai cái ghế luôn rồi. Ok. Bắn nước luôn kìa. Xịt nước luôn. Dạ. Gì ho luôn trời. Ối luôn vậy. Ối luôn vậy. Chứ mà mới có 5 phút à. Quơ quơ lía lịa vô trời. Ối mửa luôn vậy trời. Mày quay giùm cút ta đi theo bổ giò ghé hả? À, tao đi theo nó. Muốn mệt trời lại chứ. Đủ thấy trời. Ừ, tính ra mình đi đến luôn. Đấy. Tính ra mày đi hỏi theo. Ồ không. Không. Đi trước là kìa mướn. Không, cái giò dài nó đi cái hẻm nhanh nhẹ, tôi chạy nha. Để, mày đi,
tao thôi, mày đừng quý sức đúng không? Ừ, hết tao quên trời. Mày quý sức hồi đó rồi mày đó. Anh em mình trả đũa nó bữa hôm nó bắt anh em mình bò trường ở dưới cái ao xịn mình chuồng mà mình trường mình tới nổi tụt cái quần luôn các bạn nhớ không? Ở đây mới ba thì thu phục luôn mới được chùm cuối mà nha bạn. Mình sẽ thu phục nguyên quái luôn các bạn. Tắt quay nó ra lại nó nhanh dữ trời. Đủ không chơi nghỉ được đâu còn dùng sức nha. Cứ bắt đây đầu cứu mặt luôn trời, còn thời gian cứu mặt luôn trời. Cho mát nè, quá cho mệt rồi. Mệt hả? Ủa mày cũng biết mệt hả? Thấy phe ghe đâu mệt chạy. Quá khỏe. Tao thì tao gánh thêm tự gánh là từ đó tao học 17 năm cho tao gánh cỡ chừng 70.000 xu nước này. Ông xuống núi rồi. Ba tao bị cám dỗ tao. Trời ơi, người ta đuối người ta chiếc từ hùng hơi chê này khô máu trời. Lạng luôn rồi, nó tay luôn vậy. Thầy quýu rồi. Quýu em đó không có gánh được. Không, còn hơi. Thôi chơi chiếc sẵn đêm nay đậu ông. Thôi tự xử ra một chiếc. Thì em chơi vòng này xong đi tới anh với em lộn chiếc sẵn. Có cái đùi á. Thôi đâu vậy? Đi cái nắp cô. Lẹ đi mấy đúng không lần cái gì đúng rồi 7 phút gì mà chịu đi 8 phút rồi chịu đi ừ đủ phong thấy bình mẹ. Thường có gì đâu mệt không lụng quá bình thường luôn quá bình thường tới hồi anh với cô lụng một cái thôi đi 30 giây luôn chơi đi anh biết anh tôi đụng chơi không nổi đâu. Ủa lẽ hai anh thua em luôn hả vậy? Làm mấy anh nản cái gì không có đâu. Chẳng nổi trời. Ba này phải sức bệnh cho em cho mấy nổi. Nó cao đâu? Cái đó. Cái đâu? Đó. Vô phim giờ thấy là cái đầu giờ mệt thấy gã gầy nữa nha. Mới có 2 quận à. Đấy bà. Hay lắm. Cái gì? Từ mỗi giây rồi. Tại vì sao để rồi sao nó không đều trước kìa, phải cân bằng mới được. Cái này giống như cái bàn cân á, mình phải đồng đều mới được. Phải nó nghiêng lại đâu phải rồi. Ồ. Như một con trâu luôn rồi chứ. Trời. Rồi ai mua nước suối không? Ai mua nước suối không? Cái gian hậu lực dữ trời. Đi kìa. Ủa, không? Nó còn quá. Ủa không. Rồi xỉu luôn rồi. Ơi cho em nổi hù non nha, có quyền nha. Ừ. Nè. Ê nước ra kìa uống mấy nuôi phim. Đó. Rồi nè. Quá rồi đó mẹ. Quá rồi. Còn mà còn im lắm. Quá trời sướng luôn trời. Đi đầu là được nhiều ước á. Mưa thề mệt rồi. Được không? Đó, thấy có đâu mệt trời. Nãy giờ mà té lùm hết có mệt không? Thôi đi đi heo nãy giờ hai tôi chia sao bị thiệt hồi nha. Nội bộ nãy giờ muốn ké luôn. Bốn vòng đó. Bây giờ mà biết là quay bên nó khỏe vậy nãy nó đang chơi 10 vòng. Ừ nãy tôi tính kêu ông chơi 10 vòng mày. Thôi chơi 11 không nè, chơi 10 vòng nhiều quá. Ừ, đúng không? Vô. Rồi gánh lại mày. Hai kiếm giống vậy luôn. Thôi đi. Tao tăng thêm 640.000 nữa. Đúng. 1.280. Đủ, lên giá kìa. Trời ơi, giống trai chịu vậy. Ê bà, ông có thấy quay phim bây giờ nó đang làm gì ông Tấm rồi kìa. Ừ, coi chừng đi bài phải không? Chạy. Xỉn cái gì á? Cái mặt cái gì? Giờ này hết tự cái gì nè. Ủa nãy giờ có uống rượu trước khi chơi không mà thấy hèm á trời. Cái này hỏi đầu đụng cồn mà nó lên luôn chứ dừng vừa nha, lên là đụng cồn đó. Lên luôn hả? Ừ, 20 phút rồi đó. Anh thua hả? Ừ. Thôi vậy chắc tiếng hồ. Mau dưới trời.
20 phút rồi, mới nói 7 phút rồi, 20 phút. 20 phút rồi. Mới nói 7 phút rồi, 20 phút. Đi 3 cuốc là 7 phút có chịu à? 1 cuốc của mày là 7 phút á. Là 3 cuốc 21 phút á. Đó, giờ xuống nữa nha. Ơ, giả bộ tắm chứ gì sao sao? Ôi, kìa cái mặt phê các bạn ơi. Lấy lại thể lực đó. Ủa. Đi chạy. Đu. Rồi. Có ai đây? Nó nhìn quay phim giờ giống như nàng tiên cá đang tắm ở chuồng như trời. Đang ngồi khoe tùm lum lạ vậy. Ừ, người ta quất hùng thôi, này mắm vú vô gặp sự cố nha em trai. Con sức khỏe lắm, nó sức khỏe bền bỉ lắm. Đó. Ơi. Nói chung cái sức của thằng quay phim bây giờ con bò cũng giống nữa chi người ta thiệt luôn. Giờ đưa vô con bò là ẩm bò liền á. Ghê lắm. Giờ hai ta xách hai thùng đi còn khô ha. Ừ. Mình chắc không nổi đâu. Điều nghệ chứ bộ. Rồi ha. Wow. Cái trời. Thôi thôi. Cuốc này nó ôm rồi, bỏ hai thùng nó đi. Gì hai thùng, người ta đang chơi lần 10 thùng dịp thua không? Dịp thua đi. Không có tiền. Vậy cái mày không kết đâu, ăn ngành quà nó khách thì nó không? Một hồi mấy ông kia không sách nổi lên nằm cũng đâu. Đâu không, chưa tới được sao biết được trời. Đã mình mạnh tới vậy mà. Mạnh. Mạnh theo cái lúc nào thôi chứ. Cho thử một đống luôn chứ. Đâu không nghĩ sao hả? Giờ hôi non đi rồi là để ta chơi. Ủa không. Ủa ai cần. Ai cần. Không được tiếp nó cho tự sửa đi. Đúng rồi, tao nói ai cần mà. Chút nó tiếp mình lại. Nó có tay lắm. Ai cần. Tao mẻ vậy ba cần. Thời gian cho qua không tranh thủ thời gian kìa. Qua không bao giờ điểm kéo được luôn nha. Ừ. Bỏ mà đây. Nè, nãy giờ anh hai rút kinh nghiệm là em bỏ cây sâu vô cân bằng mới được, em để trước sau nó nghiêng. Chỉ cho cái mu mẹo. Ai cần chỉ này. Ừ, đúng rồi. Ta không cần chỉ nhưng mà ta vẫn chứ. Vẫn tu bình thường. Ăn cái cù lôi á. Thiếu giọng tư các bạn. Nè, mày trước kìa coi này nha, bơi trước nè. Đó, đó, rõ ràng không? Đâu, ông nói rõ ràng. Ông để lúc đây nè, nó mới bật. Chưa, nói rồi. Rồi đó. Rồi. Rồi đó. Đó mà trước giờ nó nhỏ xíu kìa. Cái dây mày hai cái xu. Để khỏi đó bị méo. Nè, lên nè, cân bằng nè. Rồi leo lại đây. Còn leo lử luôn vậy trời. Rồi cái mặt này là giống như cuốn con luôn hay gì vậy? Đậu sữa. Đang chờ mà quay phim thua non nè. Đó gõ gẹt chứ cân bằng gốc chịu á. Ê! Chạy coi coi! Đất sữa có đất hôn nào chạy này! Quay hết đi! Đi mà! Tao sạch chạy! Đi rồi sao? Báo giờ biết kết quả sao nào? Được rồi ngưng nha! Được rồi thôi em! Ừ! Giúp bạn chạy luôn nha! Dễ chạy! Chưa lên ngã thôi kìa! Lên quá rồi lết rồi! Mẹ né là ông sao? Ủa không để cân bằng đi, nó bơi dữ lắm á mày em. Này, em ngừng lại em chỉnh cái đi, đậu không, nó bị nghiêng. Trời ơi trời, hồi nào giờ không có cái tuổi thơ gánh này gì không nội ơi. Ủa không, ê, cái này đi tới chân núi bị đuổi về, nó vô đâu mà lên học võ nữa. Ừ bởi vậy. Ê kìa, Hùng Mì Nghiên kìa, hình gì nãy giữa bơi kìa. Đó Hùng nè. Đó nè, tép cho con gỗ nè. Ủa tay nha Hùng nha. Trời ơi trời. Cái gì đó quá. Đẩy đâu? Đâu không Hùng sao bị nghiêng nữa kìa, yếu đuối. Trời ơi trời ơi. Quýu rồi. Ơi còn. Không phải nói sức bền mạnh chứ ta. Cái gì hả ba? Cái gì vậy ta? Nếu như ta phim bây giờ ta sẽ suy nghĩ lại, ta sẽ nghĩ ta không chơi hẹn. Ừ đúng rồi. Ừ. Mấy ông kia mà không tôi bạn anh. Không bao giờ hồi hành được cuộc chơi đâu. Làm gì không anh? Chừng 4 cuốc nó ngắn thời gian mày nó thắng vậy. Ừ. Đúng mày chưa chơi mà đâu.
Ủa anh kia, mày tí không nổi 2 giờ tấp giờ luôn. Ừ, bây giờ là nếu mà không hoàn thành là tính theo cuốn với thời gian nha. Mày sao thì thôi, yếu như trời. Cái đầu giờ bị sấy luôn bây giờ. Đi thôi, mày đậu quỷ nha, nằm nghỉ chút đấy, mắt có 2 phút nhiêu? Đúng rồi, có nhiêu phút đâu? Chưa, đúng rồi. Mày đang bơi đó. Đúng rồi. Ê, ngồi trên ghế hư là hồi tôi giúp lùng hắn luôn nha. Ờ, nghỉ ghế, ông còn đâu đánh nha. Trước à. Tắm rồi, cái tao mày mát đâu. Tắm nè. Trời. Sửa ra. Tính vào ông ơn nhăn của mày bèm luôn trời, đâu không? Sửa nhẹ hả? Cho 104. Rồi chạy ra ta. Rồi cứu lên em trai ơi. Không, quy phim nỗ lực quá. Quá đỉnh luôn ha. Không không bỏ cuộc ha. Ừ, nói chung là mày càng cố gắng là mày sẽ càng thất bại đó. Được không? Mày càng cố gắng mày sẽ càng thất bại đó. Ừ. Ờ, không tin thôi. Không bao giờ. Ờ, đúng. Cố gắng càng nhiều thất bại càng lớn đó, không nghe câu đó hả? Mày phải biết mày phải học cách nào hãy buông bỏ không? Mày biết là thất bại là mẹ của thành công. Mấy ông kia thôi. Tôi bỏ đảo không bao giờ hoàn thành cuộc chơi rồi. Ờ, chưa chắc đâu quen. Mày đừng khả quan mà khinh thường người khác. Tôi chắc chắn 100% luôn. Mày phải học cách buông bỏ mới được. Không lùn á, không đi được 2 vòng à. Thôi giờ em coi nổi không á, nó hù non đi á, chứ ngâm lâu rồi mất thời gian. 3 vòng hay đi 6 vòng nè, hồi cho em thêm 2 vòng nữa. Tao có thể đấu được mà, trận đấu này là lùng thắng luôn. Thắng xiền luôn. Là nó sao muối. Đó. Lực lưỡng không? Đây sao muối nè đó. Bụng ghẻ không? Đúng rồi. Rồi xuống ghé rồi. Đúng ở đây rồi. Xuống càng to mà còn như đánh nhiêu luôn. Ừ, ok luôn. Mấy thằng kia cũng vậy hả? Thì gánh bình thường đi. Ờ, gánh thường đi. Cứ bỏ. Thì cứ bỏ vô bình thường đi, họ cũng hai tôi cũng đem lên à. Đó. Ô, cái ta còn thùng gánh. Còn thùng gánh luôn. Một thùng mới khó gánh đúng không? Ừ. Nó đi đâu đi được. Ô, này khốn rồi, lặng rồi, ngủ lại trời. Nhưng mà cái nhẹ cái nặng khó đi nữa. Có đứng với em. Nè, mặt ghế lại cho mày luôn à. Đó, anh em giúp mày hết mình luôn à. Chuẩn bị thắng ra mày. Đồ, đợi lên đi lại. Ủa, tôi giúp rồi đó, thắng ra mày em. Chuẩn bị thắng ra mày. Nãy giờ dữ lắm, lâu mất thời gian rồi đó nha. Nha, nhớ ăn chút kia nha. Giữ 40 phút rồi đó. Đủ rồi, ghế nó bắn ghẻ luôn rồi. Ủa, riêng chút có đồ đầu sống gì vậy trời. Ngu luôn rồi, ngu luôn kìa. Ngáo luôn rồi. Không, đang tự câu thời gian bắn khăn luôn cái gì rồi. Ngáo luôn. Ờ biết sao ngáo không? Sai sẩm nãy giờ rồi. Sai sẩm mắc lờ không? Rồi. Rồi hở nè. Đâu không chắc này một tiếng dữ biết đâu quá. Cá gì mà cá, tập trung hoàng hi của em đi. Tao cá chắc là mày thua luôn cơ thiệt luôn. Nói bây giờ là mình 100% là hai ông kia không bao giờ mày hành được chơi nè bạn. Tự tin như vậy. Bây giờ mình có cái mạnh nhiều là cũng có đủ răng rồi. Tự tin. Rồi, sao? Mày mà có biết đua xe càng thắng càng thua á. Đó, tự tin càng cao là chết càng sớm. Đua xe là không có xe thắng. Thắng là càng thua. À, tự tin nè. Không phải là gì kệ, bây giờ này em bị say sẩm rồi. À. Nè, kéo lên cho nè. Ê, lặng ngoạn giờ thấy ra 4-5 cái ghế luôn không chừng nữa. Cái 100 ghế luôn. Được chưa? Trời ơi. Hãng à bạn, cố lên cho bạn rồi cuối rồi. Ăn lòng. Tiếp nào, tiếp lên nè. 1 2 Đúng rồi. Rồi, xong rồi. Rồi, với cái ghế nó cũng không hợp tác nữa rồi. Rồi, 1, 2, 3, rồi nha, đi nha, bú nha. Đi bú đi. Rồi, ok, bú nè. Cái gì vậy trời ơi? Cái gì vậy trời? Kêu uống nha. Dạ. Ừ. Giống mấy con gà. Giống mấy con gà mà máu hốc ghê luôn trời, cái hoa đó ghê thiệt chứ. Hoa đó là hoa dữ nha. Trời lại đeo đó rồi. Rồi, tí cho cái nha. Rồi nha. Rồi chưa? Buông ra! Rồi 1, 2, 3! Ai nhìn nè! Đầu sao nhẹ! Xin chào cô! Xin chào ông! Xin chào ơi! Đầu sao nhẹ! Ừ! Ây! Rồi! Được chưa?
Rồi cái tay chân như là búa xuôi các bạn ơi. Quá vậy mà quằn quện luôn rồi. Gì vậy? Gì vậy phun chí ti nhẹ hả? Rồi xong luôn. Mạnh liệt quá, nó sinh sống ghê quá. Ơi, gì vậy trời? Trời mổ nữa. Trời. Cái này đó không có tuổi thơ gánh được các bạn luôn, không biết gánh hàng là cái gì luôn rồi. Kìa coi kìa, rồi xong rồi. Này này này, tới chân núi thì gặp được gặp được ông thầy cho võ tí quyền hay gì đó, nãy giờ đi bơi nhẹ. Rồi hai hùng đó, hùng nó bị xiết xu lê luôn kìa. Hai gái nó đem giục luôn, bánh giục luôn. Trời ơi, nó rút nhẹ đây ca, trời ơi quay đây ca ơi. Quá trời chạy luôn rồi. Tới tới tới. Bấm dậy đi. Bấm rồi, phải đây. Tới rồi, bấm giờ chưa? Bấm ngay giờ rồi. Để tới là bấm rồi. Để tao cứu nó một chén nè. Đang quen mới được. Ngoài tao cứu nó một chén nó đang ngoại, nó đang yếu. Tới nó đi. Tỉnh nó làm. Ờ tới cái nữa. Quá đỉnh luôn. Cái nữa mới tỉnh không rồi, Thảo ơi, thấy thêm cái nữa. Ừ. Chứ đủ dữ lắm rồi. Mình tỉnh đi. Mà tỉnh yếu quá nó mệt lắm á. Hùng nữa. Được rồi. Mày chạy đi, mày tỉnh đi. Đó, trời ơi trời, nước như suối chảy ha, chảy xuống trời mát nhẹ ha. Trời ơi trời. Ở này ông tứ giống như ba con có hiện luôn trời. Rồi không nữa gì á. Này ông nhắn lại coi là nãy giờ phải cảm giác như nào rồi. Chi? Mệt hả? Mệt là sao? Đây, bữa nay mày thấy cảm giác này mày mệt bằng cái bữa mà mấy tao mà bò lết ở dưới cái ao xịn không? Bữa đó sao bằng này? Bữa đó bằng này được hả? Bằng này luôn. Ờ xong rồi sao giác nổ bằng nặng bằng này. Ừ. Là mày cho mấy tao là không mệt bằng này đúng không anh? Không gì. Vậy là tao cho lại mày gấp đôi luôn hả? Cho nó tao vậy. Cho nó. Cho hưởng đi coi. Trời ơi, ai chưa chơi cho hưởng. Đâu ra? Ai kia chưa chơi đó cho hưởng. Nó bị sản. Chào. Bây giờ nè, phải hai nó chơi luôn thì mới có biết được thắng thua. Còn hai nó không chơi thì làm gì mày biết được thắng thua? Ai ông đó không giờ thắng rồi tung. Trời ơi, sức nãy giờ ta rút kinh nghiệm nhiều lần rồi. Đó. 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 Tỉnh chưa? Đó, tỉnh chưa? Mày chưa tỉnh hả? Rồi. Đi. Tôi nước rồi. Tôi nước đâu? Thấy nãy giờ nó bị hốc nước rồi không? Tôi chế vô cho khỏe. Khỏe chưa? Khỏe rồi. Dạ, mày chơi đi. Thầy chơi không? Không, không chơi. Không chơi. Thầy không thua rồi, chắc luôn rồi. Mày đâu phải là mày gì nhất đâu, tại nay nó không chơi không. Tao thua rồi, bạn mình chắc nó phải chơi ha. Gì hả? Ông thua rồi, em đâu chơi. Vậy tao hỏi tao hưởng không? Ừ. Cho hưởng đây. Nãy tao đưa mày 50 chi. 50 rồi, đưa thêm đâu. Thêm 6 gì nè, 59 đúng không? 50 ngàn. 59 mình xuống bệnh viện lấy. 59 mình xuống bệnh viện lấy. Bệnh viện nha. Mày có bệnh viện, bữa hỏi mày có cho hưởng 2 triệu cho tao lộn không? 2 triệu gì? 2 triệu mà bò lết sợ chứ sừng đó. Ừ, bò lết như cái máy luôn á. Cho anh người ta hưởng gì? Cho anh người ta hưởng gì? Ủa, bữa nay thiệt hả? Bữa hổng cho anh bữa nay thiệt hả? Bữa hổng cho anh bữa nay là ba cho anh. Hay không? Sao trời? Bữa nay bây giờ không? Bữa nay là hành hạ siêu phẩm cho anh luôn. Được rồi. Thôi. Nãy giờ mấy ông kia không chơi nữa rồi, cho thử đi. Vậy? Tỉnh chưa? Được rồi. Nãy mấy ông kia không chơi nữa rồi, cho thử đi. Tức đi rằng là mấy ông kia không chơi nhưng mà mấy ông kia hợp tác với tao cho này. Nhưng mà mấy ông kia hợp tác với tao cho này. Được không? Là mấy tao hợp tác lại để cho mày trả thù mày cái bữa mà mày bắt mấy ông tao mà bò càng bò nổi chứ mà cái ao xình đó. Đó, bữa nay là ngày trả thù đã. Ơ chứ sao? Ơ chứ sao? Ơ chứ sao? Ơ chứ sao? Ông không? Ông không? Lộng hành hơi bị quên lâu nha mấy quý. Trời ơi trời ơi. Đây là sao? Là sao? Là sao? Là sao vậy? Là hơi mệt nãy giờ á. Là nãy giờ là mày bữa nay là ngày đền tử của mày á. Vậy nó sướng. Ờ, tính ra được 50 ngàn đi.
nó lại hơn bữa mình rồi. Ừ. Ê, cái này ta gọi là cái chết chùm cuối nha mày. Cuối nha mày. Anh em ơi, cảm giác nó đã đâu trời ơi. Ôi. Ông Lâu. Ông hay quay hộp với ông Sàm sướng không? Quá sướng ông Sàm ơi. Chứ sao? Tại vì sớm muộn gì mày sẽ bị chùm mệt phải không? Không có bạn gì hết trơn. Bỏ đưa cho đâu, đi mà có bệnh gì nào. Bữa mày cho mấy tao không có bệnh thiệt. Nhưng mà mấy tao giống như con chó vậy. Bữa nay là cho thì chứ cho xuống dưới mương mà đỉnh cao luôn á. Nó đã cái tư thế mù nó mới chịu à. Tôi chỉ tiếc làm sao, ông phải thêm 10 thùng nữa mới vừa bụng tôi á. Trời ơi trời, khô máu còn sức mạnh với trời. Ê! Ê! Trời ơi! Ôi! Trời ơi bạn ơi, quá trời quá đất rồi. Bữa nay anh em mình, ba anh em mình phục vụ được rồi. Yeah! Cái đồng bào ơi! Các bạn có thấy clip ba anh em mình hợp tác có gì hay thì vui vẻ các bạn cho một like nha. Thôi giờ mình sẽ tiếp các bạn ơi. Bye các bạn nha.